tùy từng loài chim. Có những loài chim thì chúng ta phơi nắng được lâu, có những loại chim thì chúng ta phơi nắng được rất là ít thôi anh em ạ. Đơn giản như em lấy ví dụ như con chim họa mi. Anh em nhé, con chim họa mi, nếu như anh em mà nuôi những chú chim họa mi mà anh em mà phơi nắng lâu thì nó sẽ không chịu được. Đấy, còn những khiếu này thì chúng ta lại chịu được, hoặc là chào mào thì có thể chịu được. Đấy, ví dụ họa mi thì tầm 5 đến 10 phút thôi, khiếu thì 2-30 phút, chào mào thì có thể cả tiếng đồng hồ với cái nắng như nhau. Xin chào tất cả anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em. Các bác ấy có những cái câu hỏi nó rất là hay, và em cũng xin phép là làm những cái video này để chia sẻ cho tất cả mọi người. Bởi vì thực tế ra ấy, có rất là nhiều bác hỏi chung một câu hỏi nên em sẽ không thể trả lời lại được. Thì hôm nay xin phép là làm cái video này để lên chia sẻ cho các bác, về trả lời cho các bác câu hỏi các bác nhé. Dạo gần đây ấy, thì chim cò mới thay lông xong các bác đúng không? Thì có những con chim sau khi quá trình mà rụng lông xuống thì nó sẽ bị mất lửa. Và sau cái quá trình chăm lông ấy, thì xong xuôi lông rồi thì con chim của anh em chưa có lửa, thì anh em thường có những cái câu hỏi của em là bao nhiêu lâu thì nó lên lửa, hoặc là anh có loại cám kích nào không đấy để kích cho lên lửa hay không. Thì cũng xin trả lời với tất cả mọi người như này này, cám kích thì bên em không có, còn ở bên khác có hay không thì cái đó em không biết các bác nhé. Với cái thứ hai là cái thời gian lên lửa thì nó tùy thuộc vào cái cách mà anh em mình chăm sóc với những chú chim của anh ở nhà anh em mình các bạn. Thì em xin nói về chủ đề cám anh em nhé. Thực ra là như này, cám nó là cái gì? Cám nó là một sản phẩm cung cấp dưỡng chất, khoáng chất, vitamin và độ đạm cũng như là chất xơ cho con chim anh em nhé, giúp cho con chim nó ăn vào, nó ổn định về tiêu hóa này, ổn định về sức khỏe này, và ổn định về tất cả mọi cái để cho con chim nó có thể lực tốt hơn và nó ổn định hơn các bác nhá. Thì có nhiều người lầm tưởng là cho ăn cám vào số 2 hay cám số 3 vào thì nó sẽ kích lửa lên, thì thực ra thì cũng không phải hẳn. Cái cám số 2 và cám số 3 ấy, thì không biết ở bên khác như nào. Thì bên em ấy, thì cơ bản nó cùng một cái cốt, nhưng mà cái cốt là cái cám số 2 nó khác cám số 1 là cám số 2 nó nhiều đạm hơn. Đấy, nó giúp cho con chim của anh em nó hấp thụ tốt hơn và nhanh tăng lửa hơn anh em nhá, chứ không phải nó là cám kích. Thường thường chúng ta sẽ phân biệt đó là chất kích là chất như nào. Chất kích là những cái chất gần như là nó bị nghiêm cấm anh em nhá. Đấy, ăn vào nó có thể nó bị kích thích lên, giúp con chim anh em nó sung một thời gian ngắn, và sau đó khi mà không có cái chất đó thì con chim của anh em nó sẽ bị xuống lửa, và xuống lửa một cái trầm trọng. Nó giống như kiểu con người anh em mình cũng thế thôi các bạn. Thì ở đây những cái sản phẩm cám ấy thì anh em phải hướng tới những sản phẩm cám, ví dụ sản phẩm cám mát, hoặc là sản phẩm cám nó dùng ổn định lâu dài, dùng quanh năm. Thì đây là những cái mà em khuyến cáo với anh em. Và tiếp theo, với những chú chim mà xong cái quá trình sau khi mà anh em chăm lông xong, anh em làm gì để nó căng lửa? Đây giống như chú khiếu này của em này, coi này, nó cũng vừa mới xong lông xong, nhưng mà xong lông cái nó có lửa luôn anh em nhé. Thì ở đây thì em khuyến nghị với các bác là như này này, các bác có thể chăm như sau. Đó là ví dụ như buổi sáng với những chú chim mới xong lông xong, anh em có thể mang ra anh em phơi nắng nhẹ. Anh em nhé, phơi nắng nhẹ. Ví dụ như tùy từng loài chim, có những loài chim thì chúng ta phơi nắng được lâu, có những loại chim thì chúng ta phơi nắng được rất là ít thôi anh em ạ. Đơn giản như em lấy ví dụ như con chim họa mi. Anh em nhé, con chim họa mi, nếu như anh em mà nuôi những chú chim họa mi mà anh em mà phơi nắng lâu thì nó sẽ không chịu được. Đấy, còn những khiếu này thì chúng ta lại chịu được, hoặc là chào mào thì có thể chịu được. Đấy, ví dụ họa mi thì tầm 5 đến 10 phút thôi, khiếu thì 2-30 phút, chào mào thì có thể cả tiếng đồng hồ với cái nắng như nhau. Nên anh em hãy hiểu về con chim của anh em thì anh em hãy áp dụng theo anh em nhé. Đấy là cái phần đầu tiên. Cái phần thứ hai đó là sau khi phơi nắng xong rồi thì anh em nên ủ áo, cất nó vào một chỗ tĩnh để cho nó có thời gian nghỉ ngơi, để cho thời gian tĩnh dưỡng, anh em mới để cho nó hồi phục lại sau cái quá trình mà nó bị thay lông. Đấy, xong thì nó hồi phục lại, và anh em cứ mỗi ngày 2 ngày anh em tắm cho nó một lần. Tắm xong thì anh em phơi khô lông đi, anh em lại ủ nó vào. Anh em chú ý cho em là khi mà anh em ủ chữ A. Đấy, trên video thì em có chia sẻ hết tất cả những hình ảnh anh em ủ theo như vậy. Và anh em để một chỗ thật là tĩnh, không gian thật là yên tĩnh, thì con chim của anh em dần dần nó sẽ lên lửa lại thôi anh em ạ. Không có cái điều gì cả. Ở đây có một cái câu như này này, anh em thường hay nói đó là dục tốc thì bất đạt. Cái gì nhanh quá thì sẽ không tốt anh em nhé. Đấy, nhanh quá thì sẽ không tốt, anh em nên làm từ từ bình tĩnh thôi. Bởi vì bản thân con chim nó cũng giống con người đấy anh em ạ. Về cơ bản ở đây nhá, con chim và con người thì đều gọi chung một cái động vật. Người là động vật bậc cao, chim là động vật bậc thấp anh em nhé. Thì anh em hãy tưởng tượng như này này, có những người ăn uống tập thể dục sau một thời gian thì mới có sức khỏe được anh em ạ. Không thể nói là chúng ta hôm nay chúng ta ăn cái này vào nó khỏe luôn, ngày mai chúng ta ăn này cho nó khỏe luôn. Và cái này nó cần có quá trình rèn luyện anh em nhé. Thì con chim thế thôi. Hoặc là sau khi xong lông chúng ta có thể thả lực rất nhẹ thôi anh em ạ.
Đấy, một tuần chúng ta có thể thả lực 1 đến 2 lần cho con chim nó bay đi bay lại, bay đi bay lại để nó giải phóng năng lượng đi. Cơ thể nó khi mà con chim nó vận động ấy, nó trao đổi chất được ấy, thì sẽ giúp cho con chim nó hấp thụ được năng lượng tốt hơn và hấp thụ được dinh dưỡng tốt hơn anh em nhé. Thì trên đây là cái video em chia sẻ với anh em. Với những chú chim mà sau khi xong lông hoặc những chú chim của anh em yếu lửa thì anh em hãy nuôi bình tĩnh và từ từ thôi. Anh em tránh tình trạng làm cho chim hoảng loạn, làm cho chim nó sợ. Đấy, treo chim một chỗ tĩnh thôi là con chim sẽ lên lửa. Và chúng ta hãy dùng một loại cám mát anh em nhé. Anh em cho hay dùng loại cám mát. Và chúng ta đừng vội quá, vội là sẽ hỏng chuyện anh em ạ. Đấy, thì vấn đề như con khiếu này của em lấy ví dụ thôi. Sau khi mà nó xong lông, sau khi mà nó xong lông thì em cứ treo nó ra ngoài này cho nó nghỉ ngơi. Thì tự nhiên nó khắc hót lại, và chúng ta sẽ dùng những cái file kích. Chúng ta sẽ kích, và đặc biệt là với những chú chim họa mi thì em có một cái chia sẻ với anh em, đó là nếu mà chú chim của anh em yếu lửa quá thì anh em không nuôi mái thì anh em có thể mượn một con mái của ai đó về, anh em ốp cho nó và anh em kích nó lên thì nó sẽ hót trở lại thôi anh em ạ. Không có vấn đề gì cả. Cái quan trọng ở đây chúng ta phải xử lý tình huống để cho con chim của anh em nó ổn định lại dần 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 anh em nhé. Anh em đừng nóng vội. Và hy vọng là qua cái video này thì sẽ chia sẻ cho anh em về làm sao để cho anh em hiểu về cái cám kích, có cám kích hay không. Và cái thứ ba là, cái thứ hai là làm sao để anh em chăm con chim. Anh em đừng nóng vội là được, anh em cứ chăm đúng cách, đúng bài bản thì con chim của anh em nó sẽ lên lửa thôi anh em ạ. Xin chào tất cả anh em nhé, hẹn gặp lại anh em ở những cái video sau.